mạnh dạn lên. Được Toàn Quân TV chia sẻ với quý vị và các bạn. Đấy, các bạn làm nữ đang thuê trang phục để chụp ảnh thì lưu niệm trước đồi chè. Quý vị và các bạn xem và chia sẻ với kênh của Toàn Quân TV. Rất là vui quá, một mùa du lịch tại Mộc Châu, đồi chè, phong cảnh đồi chè các bạn. Chia sẻ với quý vị và các bạn cảnh quay phía dưới hết ngược lên để xem thực dân của cầu kính và các chị. Toàn Quân TV xin chào quý vị và các bạn. Toàn bộ video này là do kênh Nguyễn Toàn Quân TV quay trực tiếp và chia sẻ với quý vị và các bạn. Đây, trong lúc anh em đang chờ một bé thì lại tranh thủ quay lướt lại cầu và trụ cầu kính của thác Đại Yến, quý vị và các bạn xem và chia sẻ. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV chia sẻ cho quý vị và các bạn xem đoạn video đi qua cầu kính của thác Đại Yến và thác Đại Yến ở khu vực Mộc Châu. Lúc này là hơn 11 giờ gần 12 giờ, đi khách rất là đông. Giá vé qua cầu kính này chia sẻ quý vị và các bạn là 150.000 một người. Quý vị và các bạn xem kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV và chia sẻ cho kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV. Đang trên cầu kính của thác Đại Yến. Đoạn video này chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn nhìn rồi. Mạnh dạn lên. Tôi chia sẻ với quý vị và các bạn là trên cầu kính tôi quay xuống phía dưới nhà sàn và dòng sông, phong cảnh rất là hiện tượng. Quý vị và các bạn xem kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV và chia sẻ với kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV. Trên cầu kính của thác Đại Yến. Đoạn video này chia sẻ cho các bạn xem. Các bạn nhìn rồi. Cầu kính của thác Đại Yến này, giới thiệu các bạn đoạn video này, cầu kính của thác Đại Yến. Đây là chú đây này.
đi tham quan và du lịch hết cầu kính. Mời quý vị và các bạn xem kênh Vũ Toàn Quân TV chia sẻ cho quý vị và các bạn phong cảnh đồi chè, các cô gái và các chàng trai đã thuê quần áo của các người kinh doanh về quần áo trang phục để chụp ảnh trên phong cảnh đồi chè. Quý vị và các bạn xem toàn bộ phong cảnh đồi chè do kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân Đồng Quang trực tiếp chia sẻ với quý vị và các bạn. Bố cậu bây giờ đang bị ngược lắng. Để có điều kiện nên ta lên đi khu du lịch Bộc Châu, người ta vào khu đồi chè và vào đi qua tham quan cầu kính và thác Tổ Tiên. Video này do kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân quay và chia sẻ khám phá du lịch đồi chè thác Giải Yếm, cầu kính của thác Giải Yếm. Toàn bộ video này là do kênh Nguyễn Toàn Quân TV quay chia sẻ trực tiếp cho quý vị và các bạn đi khám phá những cái đồi chè và cầu kính và thác Giải Yếm của tỉnh Mộc Châu. Quý vị và các bạn xem kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV. Nếu có ý kiến, bình luận, chia sẻ, kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV sẽ xin tiếp nhận và trả lời quý vị và các bạn, để mỗi ngày kênh của chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đấy, đồi chè từng thành từng luống, có các em con cháu của những người kinh doanh hàng hóa là đưa du khách vào khu đồi chè để cùng chụp ảnh để tạo lên cái sinh động. Toàn bộ cái đồi chè này tôi quay lúc này bà con nhân dân các dân tộc đang chăm bón vun sới cái đồi chè, cắt tỉa cái đồi chè cho ngày càng đẹp. Đấy, đoàn của chúng tôi đang đi vào khu vực đồi chè thì gặp bà con nhân dân đang chăm bón vun trồng cho cây ngày càng xanh tốt. Kênh YouTube Nguyễn Toàn Quân TV xin phép được dừng video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn tại các video sau. Lao động hái chè đấy của bà con ạ.